Hi, xin chào mọi người, mình là Ari đến từ Coi 68 TV. Và như thường lệ vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong số tiếp theo của series tuần qua có gì. Và trong số lần này thì chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain hot nhất trong những ngày cuối cùng của năm 2023 nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất từ tụi mình nhé. Và tin tức đầu tiên trong tuần đó chính là PancakeSwap đã đề xuất giảm 40% tổng cung, khiến cho giá của cake tăng đến 25%. Vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2023 thì sàn DEX hàng đầu trên hệ sinh thái BNB Chain chính là PancakeSwap thì đã đưa ra đề xuất điều chỉnh tổng cung token cake từ con số 750 triệu hiện tại xuống chỉ còn 450 triệu, tương đương là giảm tới 40%. Động thái này thì nằm trong kế hoạch giảm mức lạm phát hàng năm của cake xuống chỉ còn 3-5% một năm, phù hợp với hành trình Ultra Sao Cake biến tokenomics của PancakeSwap sang mô hình dạng phát trong dài hạn. Ra mắt từ năm 2020 thì PancakeSwap hiện tại đang là nền tảng giao dịch phi tập trung có khối lượng giao dịch cũng như là thị phần lớn thứ hai thị trường chỉ sau Uniswap. Trong khoảng một năm vừa qua thì PancakeSwap đã cải tổ đáng kể mô hình tokenomics của mình, không chỉ về lượng phát hành mà còn cả về chiến lược phát triển. Từ việc cải thiện mô hình tokenomics Cake V2.5, triển khai mô hình VE Cake, ra mắt gaming marketplace và triển khai sản phẩm tích hợp thêm trên nhiều mạng lưới như là Base này, Linear này, Arbitrum One, ZK Sync hay là ZK Sync Era. Thậm chí thì sàn DEX này còn chia sẻ doanh thu phí giao dịch cho người dùng đang nắm giữ token Cake. Sau tin tức giảm nguồn cung trên thì giá của Cake đã ngay lập tức phản ứng một cách tích cực, ghi nhận mức tăng tới 25% trên đồ thị 4 giờ của Binance. Tại thời điểm qua video này thì Cake đang được giao dịch quanh mức là 2.5 USD, tăng trưởng vượt trội so với mức 2.2 USD trước đó. Tin tức tiếp theo là X hay là Twitter cũ thì sẽ ra mắt dịch vụ thanh toán vào giữa năm 2024. Mạng xã hội X của Elon Musk thì sẽ giới thiệu các dịch vụ thanh toán vào khoảng giữa năm 2024. Tuy nhiên thì việc tích hợp tiền mã hóa đến nay vẫn còn là một ẩn số. Trong buổi hỏi đáp trực tuyến với Cathie Wood của ARK Invest trên X vào hôm 21 tháng 12 thì Elon Musk hy vọng sẽ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cần thiết để kịp ra mắt dịch vụ thanh toán trong năm tới. Vị tỷ phú này thì tỏ ra khá là tự tin rằng họ có thể được cấp phép mặc dù công ty đã chậm trễ một chút trong việc nộp đầy đủ các giấy tờ. Tính đến tháng 8 năm 2023 thì X đã xin được giấy phép xử lý thanh toán tại bang Rhode Island ở Mỹ và đang chờ sự chấp thuận của các bang khác. Đây được xem là điều kiện cần để X có thể được chấp nhận thanh toán, lưu trữ và giao dịch tiền mã hóa. Trước khi thay tên đổi họ thì Twitter đã từng có nhiều động thái cởi mở với crypto như là tích hợp với Bitcoin hay là Ethereum, hỗ trợ đặt ảnh đại diện bằng NFT, và đồng thời thì cũng có tin đồn rằng Twitter cũng sẽ tạo ra đồng tiền mã hóa riêng có tên là Twitter Coin và xây dựng ví cho riêng nó. Cho đến khi mà Elon Musk lên tiếp quản thì cộng đồng tiền mã hóa lại một lần nữa đặt kỳ vọng rằng họ sẽ tìm thấy đồng coin ưa thích của mình như là Dogecoin hay là Bitcoin ở trong hệ thống thanh toán mới của X. Mặc dù Elon Musk từng là một tay siêu meme coin năng nổ trên truyền thông, song giám đốc điều hành của Tesla thì chưa bao giờ xác nhận sẽ tích hợp crypto vào mạng xã hội mới của mình. Thời gian gần đây thì ông lại khá kín tiếng và hạn chế đề cập, thậm chí là khẳng định X sẽ không bao giờ phát hành token riêng. Một số người thì vẫn còn nghĩ rằng mạng xã hội này sẽ dùng thẳng Dogecoin làm đồng tiền chính nên sẽ không có nhu cầu ra mắt thêm token mới. Ở chiều hướng khác thì Tesla vẫn chắp tay 184 triệu đô la Mỹ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán liên tiếp trong năm quý vừa qua. Báo cáo vào năm 2022 thì còn tiết lộ là startup cung cấp hạ tầng và xây dựng đường hầm The Boring Company của Musk thì đã chấp nhận thanh toán Dogecoin cho các chuyến đi trên hệ thống vận chuyển Las Vegas. Musk thì từng phát biểu ông xem tiền và tài sản kỹ thuật số như là một cơ sở hạ tầng để phân bổ tài nguyên. Theo ông thì tiền tệ fiat vẫn thực sự mang lại giá trị bền vững miễn là chúng không bị thao túng nguồn cung. Tin tức kế tiếp là Argentina chính thức hợp pháp Bitcoin. Chính phủ Argentina thì mới đây đã phê duyệt việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác để thanh toán các hợp đồng thỏa thuận theo nghị định kinh tế mới. Vào ngày 21 tháng 12 thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina là Diana Mondino đã thông báo trên X về việc đất nước này đang hợp pháp hóa Bitcoin cùng với các đồng tiền mã hóa khác để làm phương tiện thanh toán cho các hợp đồng thỏa thuận. Chúng tôi thì đang phê
chuẩn và xác nhận rằng ở Argentina, các hợp đồng thì có thể được thỏa thuận bằng Bitcoin. Theo điều 766, nghĩa vụ của người mắc nợ thì người nợ sẽ phải giao số tiền tương ứng của loại tiền đã được chỉ định, cho dù là loại tiền đó có hợp pháp tại Cộng hòa hay không. Nghị định thì không nêu rõ các loại tiền mã hóa nào được hợp pháp, song cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tự do lựa chọn phương thức thanh toán tùy thích, ngay cả khi nó không được công nhận là hợp pháp ở Argentina. Việc phê chuẩn cho nghị định diễn ra trong bối cảnh là Argentina đang phải vật lộn với siêu lạm phát và nền kinh tế đang suy yếu dần. Tổng thống mới của nước này là Javier Milei thì đã được biết tới là một người theo chủ nghĩa tự do và ông rất tin tưởng vào giá trị của Bitcoin. Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 11 thì tân tổng thống của Argentina đã hứa sẽ tìm ra những cách thức để ổn định nền kinh tế và cung cấp các giải pháp tài chính thanh thế cho người dân, trong đó thì đề xuất loại bỏ đồng peso và chuyển sang sử dụng đô la Mỹ làm đồng tiền thanh toán hợp pháp. Cộng đồng quốc tế thì đang theo dõi chặt chẽ việc áp dụng tiền mã hóa của Argentina. Động thái này thì có thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia đang vật lộn với sự bất ổn kinh tế và coi tiền mã hóa là một công cụ tài chính khả thi. Tuy vậy thì việc hợp pháp Bitcoin cũng đặt ra những thách thức về quy định và hoạt động mà chính phủ Argentina sẽ cần phải giải quyết, bao gồm là các vấn đề liên quan đến bảo mật và tính ổn định của thị trường. Tác động lâu dài của quyết định này đối với nền kinh tế Argentina và bối cảnh tài chính toàn cầu vẫn còn đang được xem xét. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành tiền mã hóa. Tin tức tiếp theo là Vitalik Buterin muốn thay đổi cơ chế Proof of Stake để tránh tình trạng quá tải cho Ethereum. Trong một bài đăng trên diễn đàn các nhà phát triển Ethereum thì nhà sáng lập ETH là Vitalik Buterin đã đề xuất ra những cách thức để blockchain smart contract lớn nhất thế giới có thể giải quyết các bất cập hiện tại của cơ chế đồng thuận Proof of Stake POS. Buterin thì viết như sau: một đề xuất tinh giản POS, hãy thiết kế một kiến trúc mà chỉ yêu cầu 8192 chữ ký cho mỗi slot, giúp quá trình đồng thuận trở nên đơn giản và tốn ít dữ liệu hơn nhiều. Vấn đề mà nhà sáng lập Ethereum muốn nêu lên ở đây đó chính là việc các validator tham gia mạng lưới Proof of Stake bị yêu cầu phải thực hiện rất nhiều lần ký duyệt giao dịch. Khi mà mạng lưới này càng có thêm nhiều validator thì số lượng chữ ký cũng theo cấp số nhân, khiến cho hệ thống phải xử lý thêm một loạt lớn dữ liệu. Chính vì vậy, Vitalik Buterin đã đưa ra 3 phương án để Ethereum có thể hạn chế vấn đề này thông qua việc giảm số lượng chữ ký yêu cầu cho mỗi slot hay block. Hướng giải quyết đầu tiên đó chính là thúc đẩy sự phát triển của các pool staking phi tập trung để nâng giới hạn ETH cần phải staking để trở thành validator từ 32 ETH lên 4096 ETH, từ đó khiến cho các thành phần tham gia mạng lưới phải hợp sức lại để cùng làm validator. Cách tiếp cận thứ hai đó chính là phân chia các validator staking làm thành hai nhóm và có sự khác biệt về khối lượng công việc. Nhóm đầu tiên thì sẽ yêu cầu staking tối thiểu là 4096 ETH mà tham gia xác nhận giao dịch, trong khi đó nhóm thứ hai thì không yêu cầu staking tối thiểu và chỉ có chức năng là tăng độ bảo mật cho mạng lưới. Hướng xử lý thứ ba thì sẽ là xoay tua validator, chọn ngẫu nhiên một nhóm validator để xử lý giao dịch cho mỗi slot. Vitalik Buterin thì cho biết là mỗi phương án trên đều có sự đánh đổi của riêng nó, hy sinh sự phi tập trung của Ethereum để đổi lấy khả năng duy trì mạng lưới về lâu về dài. Nhà sáng lập của Ethereum thì trong thời gian qua cũng đã đưa ra ý kiến cá nhân của anh về những vấn đề đang nổi cộm của Ethereum, gồm cách phân loại ZK EVM, sự nổi lên của Layer 2, vấn đề phi tập trung của giao thức liquid staking và các mạng lưới SocialFi. Tin tức tiếp theo là dấu hiệu cho thấy MTGOX đã bắt đầu trả nợ bằng tiền mặt. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 theo giờ Việt Nam thì mạng xã hội đã lan truyền các bài đăng của người dùng rằng họ đã nhận được một số tiền trả nợ từ phía sàn giao dịch MTGOX. Cụ thể thì vài người dùng đã đăng tải lên Reddit rằng họ đã nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản PayPal từ MTGOX gần 10 năm sau khi tài sản bị khóa vì sàn đóng cửa vào hồi năm 2014. Một người khác thì cũng cho biết là họ đã nhận được khoản hoàn trả nợ là 0,125 Bitcoin dưới dạng là 30.283 yên, trị giá khoảng 200 đô theo tỷ giá hồi đoái hiện tại, và vẫn còn thiếu khoản thanh toán xấp xỉ là 748 đô la Mỹ. Những thông tin trên thì đang gây xôn xao cộng đồng tiền mã hóa vì đây là lần đầu tiên mà MTGOX đúng hẹn sau biết bao nhiêu lần trễ hẹn. Khoảng một tháng trước đó thì MTGOX đã gửi email xác nhận là sẽ bắt đầu trả nợ bằng tiền mặt vào cuối năm nay như Coin68 đã đưa tin trước đó. May thay thì lời hứa này đã thành hiện thực, nhưng đây chỉ là bước đi đầu tiên trong công cuộc trả nợ của sàn này. Những khoản nợ của người dùng thì sẽ được trả qua nhiều lần, thanh toán thành nhiều đợt
qua trung gian không? Và hơn hết thì những khoản thanh toán dưới dạng crypto như là Bitcoin hay BCH thì vẫn chưa được thực hiện. MT Gox thì chỉ mới trả các khoản nợ bằng tiền mặt. Dựa trên bản cân đối kế toán thì ủy thác viên của MT Gox hiện đang nắm giữ tới 142.000 Bitcoin, 143.000 BCH và 69 tỷ Yên Nhật, tương đương với khoảng 510 triệu đô la Mỹ. Giá trị 200.000 Yên đầu tiên sẽ được thanh toán bằng Yên Nhật, sau đó thì mới đến thanh toán bằng crypto nếu như chủ nợ chọn nhận bằng crypto. Khoản thanh toán crypto còn 71% coin là BTC và BCH và 21% là tiền mặt. MT Gox thì chính thức được ra mắt vào hồi năm 2010 bởi lập trình viên người Mỹ có tên là Jack McCallet, người mà sau đó còn được coi là cha đẻ của hai đồng tiền mã hóa nổi tiếng khác là Ripple và Stellar Lumens, và đã trở thành sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới vào năm 2013, phục vụ tới 80% tất cả các giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó đã ngừng tất cả các khoản rút tiền vào đầu năm 2014 khi mà doanh nghiệp này tạm ngừng giao dịch. Trang web thì nhanh chóng ngoại tuyến và công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi tuyên bố gần 750.000 đồng Bitcoin của khách hàng cũng như là kho 100.000 Bitcoin của sàn đã không cánh mà bay. Lượng tiền thất thoát khi ấy đã chiếm tới 7% nguồn cung hiện tại của Bitcoin, trị giá tới 473 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá mua bán lúc đó. Hạn chót để sàn này thực hiện khoản trả nợ đầu tiên sẽ là vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Và tin tức cuối cùng trong tuần đó chính là MicroStrategy mua 615 triệu đô Bitcoin. Theo thông báo đăng tải vào ngày 27 tháng 12 thì công ty phần mềm MicroStrategy cho biết đã mua thêm tới 14.620 Bitcoin, trị giá là 615,7 triệu đô la Mỹ với giá mua trung bình là 42.110 đô. Lượng Bitcoin này thì được công ty tích cóp trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 26 tháng 12, tức là ngay sau khi tuyên bố mua 593 triệu đô Bitcoin vào hôm 30 tháng 11. Như vậy thì MicroStrategy hiện đang nắm giữ tới 189.150 Bitcoin, chi phí bỏ ra là khoảng 5,9 tỷ đô với giá mua trung bình là 31.168 USD trên một Bitcoin. Với giá Bitcoin ở thời điểm quay video này là 42.800 đô thì khoản đầu tư Bitcoin của công ty đang đạt mức là 8,9 tỷ đô, tức là lời gần 51%. Đây thì là lần thứ 8 mà MicroStrategy bỏ ra số tiền mua Bitcoin trong năm 2023 sau các dịp vào tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 9 và đầu tháng 11 cũng như là cuối tháng 11 vừa rồi. Điều này thì cho thấy là công ty MicroStrategy và nhà sáng lập là tỷ phú Michael Saylor vẫn kiên định với chiến lược đầu tư vào đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới và tiếp tục tích lũy thêm, dù đã có giai đoạn năm 2022 gồng lỗ tới 45%. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về những tin tức này và anh em còn quan tâm những tin tức nào khác hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những số tiếp theo của series tuần qua có gì. Bye!